Hôm nay chúng ta dự cái buổi lễ mừng cho các bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt kết quả cao. Thì như thường lệ thì cha Phêrô cùng với quý thầy thuốc sẽ hướng về Chúa dâng lên lời đọc kinh cầu nguyện. Ở đây thì cô chú các bác nào có đạo Công giáo thì cùng với quý thầy thuốc chúng con hướng lên Chúa để dâng một lời cầu nguyện. Còn các bác, các cô, các chú có đạo khác, ví dụ như đạo Phật, đạo Hòa Hảo, Cao Đài, thì mình cũng có thể âm thầm để mà dâng lời cầu nguyện lên với các đấng thiêng liêng, xin được đứng lên và hướng về Chúa ạ. Nhưng anh cha và con và thánh thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, cho để chúng con xa trước cám dỗ, cho khỏi sự dữ, Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành. Bởi ơn Chúa, Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi và Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen. Như anh cha và con và thánh thần, Amen. Kính thưa quý quan khách, quý bệnh nhân cùng với người nuôi, thì hôm nay là buổi lễ mừng cho các bệnh nhân ra phòng khám hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao. Chúng ta vừa rồi chúng ta đã có được 27 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt kết quả cao. Đây là những bệnh nhân được phòng chẩn trị học cổ truyền đón nhận và làm hồ sơ bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 8 cho tới giữa tháng 10 và đã hoàn thành phác đồ điều trị đầu tháng 11 cho tới ngày 15 tháng 12. Thì cái thời gian đó cũng là thời gian phòng khám gặp khó khăn, cũng như là chúng ta vừa mới đón một cái tin không vui là cha Phêrô đã qua đời. Thì phòng khám các thầy chưa ổn định, do đó khi bệnh nhân vừa hoàn thành phác đồ, các thầy có hứa với bệnh nhân là khi phòng khám đã ổn định thì sẽ tổ chức cho 27 bệnh nhân trong giai đoạn đó có một buổi lễ mừng mình đã hoàn thành, để ghi nhận những cái sự cố gắng, nỗ lực của bệnh nhân để chống lại bệnh ung thư. Và đây, ngày hôm nay cũng như một sự động viên tinh thần cho những bệnh nhân còn đang tiếp tục điều trị, tiếp tục hỗ trợ điều trị tại phòng chẩn trị học cổ truyền, có thêm động lực, có thêm niềm tin để mình vượt qua được cái căn bệnh. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho những bệnh nhân vừa hoàn thành. Trước khi bắt đầu buổi lễ thì hôm nay thầy Thanh xin được giới thiệu thành phần tham dự của buổi lễ. Trong buổi lễ ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện của các thầy thuốc, y bác sĩ tại phòng chẩn trị học cổ truyền và cũng cùng các thành viên. Xin mời mọi người cùng đứng lên cho mọi người thấy ạ. Xin được trân trọng giới thiệu gia đình bác Thuận, đại diện Mạnh Thường Quân, cũng là chủ nhà trọ cho bệnh nhân ở trong suốt quá trình điều trị. Xin được mời bác. Xin được trân trọng giới thiệu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trà Phú Quế. Xin được trân trọng giới thiệu gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Thu và đại diện cho gia đình chị An Na Trương, tiểu bang Texas. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì như lời hứa của các thầy thuốc đối với những bệnh nhân hoàn thành phác đồ điều trị là ngày hôm nay khi phòng khám đã ổn định và các thầy mời những bệnh nhân mà chính các thầy đã nhận bệnh và chăm sóc cũng như là hoàn thành phác đồ điều trị tại đây được trở về ngày hôm nay để các thầy tổ chức cái buổi lễ ra viện, ra phòng khám cho những bệnh nhân. Thì hôm nay có 17 bệnh nhân đã trở về đây và còn 10 bệnh nhân ở xa, các thầy sẽ
gửi giấy chứng nhận cho 10 bệnh nhân đó, và những bệnh nhân ngày hôm nay sẽ được trao trực tiếp. Đó là niềm vui của quý bệnh nhân và gia đình. Dạ, để thầy sẽ tổ chức lại cái nghi thức mà cha Phêrô đã hướng dẫn cho các thầy khi cha còn sống, để tưởng nhớ đến cha, cái công lao to lớn của cha đã dạy dỗ các thầy thuốc ở đây 10 năm huấn nhục. Thì hôm nay các thầy cũng tiếp nối cái đường lối của cha là ăn cây cỏ mang hạt giống, buông bỏ cho không, và tiếp nối cái công trình cứu người của cha là công trình cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu cái nghi thức dâng kính lên cha những bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị. Kính thưa cha Phêrô, kính thưa cha, sau một thời gian hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano, con xin thay mặt cho các y bác sĩ và phòng khám xin kính trình cha là người đã dày công nghiên cứu 20 năm để cứu bệnh nhân ung thư bằng phương pháp hỗ trợ điều trị này. Khi đó, cha Phêrô sẽ hỏi các thầy rằng: Thầy có biết những anh chị em này đã chắc chắn khỏi bệnh hay không? Kính thưa cha, sau một thời gian điều trị, các y bác sĩ trong phòng khám đã đưa bệnh nhân đi đến các bệnh viện lớn trong và ngoài tỉnh để kiểm tra lại tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Và sau khi các y bác sĩ đã nghiên cứu hồ sơ cho bệnh nhân, chúng con kết luận rằng các bệnh nhân đã đạt được kết quả cao trong phòng khám, bao gồm 27 bệnh nhân. Con xin kính trình cha. Sau đây thầy Thanh sẽ đọc công bố danh sách của 17 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị mà ngày hôm nay có mặt ở đây. Thì thầy đọc tên của bệnh nhân nào thì xin mời bệnh nhân đó đứng lên để mọi người biết mặt nha. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Xuân Anh, 57 tuổi, Đồng Nai, ca cổ tử cung. Xin mời bệnh nhân Lê Thị Ngọc Lan, 83 tuổi, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ca đại tràng. Xin mời bệnh nhân Bùi Văn Vang, 57 tuổi, ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ca thanh quản. Xin mời bệnh nhân Vũ Văn Chiên, 69 tuổi, ở Nam Định, ca dạ dày. Xin mời bệnh nhân Lâm Văn Hùng, 39 tuổi, ở Cà Mau, ca trực tràng. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Vũ Linh, 39 tuổi, ở Vĩnh Long, ca gan. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Ngắm, 68 tuổi, ở Đồng Nai, ca tuyến giáp. Xin mời bệnh nhân Hoàng Ngọc Thiện, 29 tuổi, ở Đắk Nông, ca dạ dày. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Văn Thảo, 15 tuổi, ở Đồng Nai, ca vú. Xin mời bệnh nhân Trần Hoài Thanh, 61 tuổi, ở Bình Thuận, ca phổi. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Văn Phước, 58 tuổi, ở Đồng Nai, ca đại tràng. Xin mời bệnh nhân Huỳnh Thị Hồng, 57 tuổi, ở Sóc Trăng, ca vú. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Niễn, 64 tuổi, ở Cà Mau, ca tuyến giáp. Mọi người lưu ý là có những bệnh nhân thì không có về đây thì người nhà có thể lên đây để nhận giùm. Cho nên là có thể thấy người nhà bệnh nhân mà mình tưởng là mình là người bệnh nhân. Thì mong mọi người cũng thông cảm cho các thầy với bệnh nhân, tại ở xa nhiều khi bệnh nhân lớn tuổi không có đi về đây lấy được, thì thầy nhờ người nuôi lên đây để nhận giùm. Nguyễn Thị Phi Yến, 43 tuổi, ở Cà Mau, ca tuyến giáp. Bệnh nhân Đoàn Thị Cao, 81 tuổi, ở Sóc Trăng, ca phổi. Bệnh nhân Phạm Thị Lan, 55 tuổi, ở Khánh Hòa, ca tuyến giáp. Bệnh nhân Phạm Thị Liên, 45 tuổi, Nam Định, ca vú. Cùng với 10 bệnh nhân không có mặt ở đây, thì các thầy sẽ gửi cái giấy chứng nhận qua đường bưu điện cho bệnh nhân.
Sau đây thì xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ phát biểu chúc mừng bệnh nhân cũng như là dặn dò quý bệnh nhân ngày hôm nay. Thầy xin được mời thầy. Vinh danh Thiên Chúa thân cảm tâm thân bình an vui thế cho người hiền tâm chúng con chung ca ngợi Chúa chúng con tôn vinh Chúa trời lễ luôn nhà thành lễ luôn nhà. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con chúc mừng Chúa và chúng con cảm tạ ơn Cha đã chứng minh lời Chúa qua lời Chúa khi Chúa phán rằng đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cây cỏ mang hạt giống, mọi thứ trái cây mang hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Qua cái lời Chúa đã phán tiền cho con người mình, Cha thường đã phát minh ra cái công nghệ cháo nano, thảo dược nano để áp dụng vô chữa căn bệnh ung thư để cứu tất cả mọi người chúng ta. Qua lời Chúa, chúng con xin Chúa chúc phúc tu đổ hồng ân cho tất cả các bệnh nhân đang hiện diện có mặt ở tại nơi đây. Em xuống ngồi đi. Ghế ngồi. Đây cái ghế ngồi. Đúng đây rồi. Đúng. Và thầy cũng xin chúc mừng cho 17 ca bệnh nhân đang hiện diện ở nơi đây đã chiến thắng từ cái chết trở về với sự sống bình thường để về đoàn tụ với gia đình và người thân. Và một lần nữa thầy xin chúc mừng cho tất cả các bệnh nhân đang có mặt nơi đây. Yeah, và thầy xin có đôi lời dặn dò với các bệnh nhân mà mình đã hoàn thành pháp đồ đạt hiệu quả cao, sau này khi mình về với gia đình, về với cuộc sống đời thường thì các bệnh nhân hãy nhớ rằng thức ăn của con người mình chính là thức ăn cây cỏ mang hạt giống và trái cây mang hạt giống, vì nó là thức ăn mang tính kiềm phù hợp với cơ thể con người mình. Khi chúng ta mình ăn đúng thức ăn á, thì cơ thể con người mình mới không ít bệnh tật. Và khoa học đã chứng minh qua tra tường cái công nghệ cháo nano và thảo dược nano. Và nếu như các bệnh nhân nào mà về mà tiếp tục mình ăn tạm động vật á, thì nó là môi trường axit, thì nhất định là chúng ta sẽ bị mắc bệnh trở lại. Và sau cùng thầy xin chúc sức khỏe cho toàn thể các bệnh nhân ở trong phòng khám đang có mặt ở nơi đây và cũng như ở tại nơi nhà của mình. 17. Và những bệnh nhân mình khi mà được cái sự sống trở về với gia đình mình á, là một cuộc sống mới, mình phải thay đổi cái đời sống của mình bằng một con người mới. Và bây giờ hãy cho nhường quyền lại cho thầy Thanh. Yeah. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Quý đã gửi lời chúc mừng tới các bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị cũng như lời nhắc nhở cho quý bệnh nhân sau khi ra về thực hiện đúng phác đồ điều trị. Sau đây thì sẽ là buổi lễ trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân và trao phần quà cho bệnh nhân. Xin mời thầy Nguyễn Thị Hạnh sẽ trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân có tên sau đây. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Văn Phước. Ai có tên mình đứng lên phía trước nha, để các thầy sẽ trao.
Xin mời bệnh nhân Lê Thị Ngọc Lan. Xin mời bệnh nhân Đoàn Thị Cao. Xin mời bệnh nhân Lâm Văn Hùng. Dạ, xin mời thầy Hạnh sẽ trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân Nguyễn Văn Phước. Dạ. Đây, 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 còn nữa nè. Xin mời bệnh nhân Lê Thị Ngọc Lan. Đây còn câu quà. Chúng ta dành tràng pháo tay cho từng bệnh nhân lên nhận quà, lên nhận giấy chứng nhận. Xin mời bệnh nhân Đoàn Thị Cao, người nhà của bệnh nhân Đoàn Thị Cao. Xin mời bệnh nhân Lâm Văn Hùng. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Thị Hạnh. Xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ trao cho bệnh nhân Bùi Văn Vang. Đây đây. Thầy xin chúc mừng anh nha. Xin mời bệnh nhân Vũ Văn Chuyên. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Ngắm. Xin mời bệnh nhân Phạm Thị Lan. Xin chúc mừng gì? Xin mời bệnh nhân Phạm Thị Liên. Người cuối cùng. Chúc mừng về nha. À, xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý về chỗ ạ. Xin mời thầy Võ Duy Tiến sẽ trao cho những bệnh nhân có tên sau đây. Xin mời bệnh nhân Hoàng Ngọc Thiện. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Xuân Anh. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Vũ Linh. Chúc mừng giấy của Bùi Thị Nhung. Bùi Thị Nhung. Còn rồi nè. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Văn Thảo. Ba cô bé Nguyễn Văn Thảo đâu? Đây. Bùi Thị Nhung. Kìa kìa kìa. Có cái tên Bùi Thị Nhung trong đó đó. Xin cảm ơn thầy Tiến. Xin mời xin mời thầy La Thị Tú Mai sẽ trao cho những bệnh nhân có tên sau đây. Xin mời bệnh nhân Trần Hoài Thanh. Xin mời bệnh nhân Huỳnh Thị Hồng. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Phi Yến. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Niễn. Xin mời bệnh nhân Bùi Thị Nhung. Người cuối cùng. Để chuẩn bị phần quà sau ở phía sau. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì vừa rồi thì các thầy vừa trao giấy chứng nhận cho các bệnh nhân có mặt ở đây, vừa hoàn thành phác đồ điều trị đạt kết quả cao.
và còn lại 10 bệnh nhân ở xa chưa về được thì các thầy sẽ gửi qua bưu điện. Bây giờ thì thầy sẽ dành một chút thời gian để thầy phân tích về cái cháo nano để thêm cho những bệnh nhân ra về. Thầy sẽ phân tích cho các bệnh nhân sau khi ra về mình biết mình sẽ thực hiện cái phác đồ sau đó như thế nào để về nhà mình giữ cái sức khỏe tốt của mình và sống một cuộc sống mới khỏe mạnh và hạnh phúc cùng với gia đình. Thì các bệnh nhân còn lại các thầy sẽ dành những cái thời gian trong tuần để hướng dẫn và giải đáp những cái thắc mắc cho bệnh nhân. Thì bây giờ thầy sẽ tóm tắt, vắn tắt những cái nội dung để dành cho những bệnh nhân ra viện. Đối với những bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị thì có hồ sơ đầu vào và hồ sơ đầu ra, thì tất cả những giấy tờ hồ sơ gốc là do bệnh nhân giữ, chứ thầy thuốc ở đây phòng khám sẽ không giữ hồ sơ mà chỉ mượn hồ sơ của bệnh nhân scan rồi trả lại. Do đó những hồ sơ gốc của mình sẽ được phép mang về và để mình theo dõi sức khỏe của mình. Thì cái kết quả mà những bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt được đó là giảm bệnh, giảm về mặt kích thước, giảm về chỉ số dấu ấn ung thư về ngưỡng an toàn và có thể là không phát hiện bệnh lý, hoặc là không phát hiện bệnh lý ung thư, hoặc là bệnh lý đã lành tính sau khi sinh thiết. Thì bây giờ thầy cũng dành một chút thời gian để thầy nhắn nhủ tới những bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị, khi mình ra về mình sẽ thực hiện như thế nào để mình chăm sóc sức khỏe của mình. Phương pháp điều trị, phương pháp hỗ trợ điều trị ở đây cha Phêrô Nguyễn Văn Tường sử dụng là phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư, phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Mong quý bệnh nhân mình lưu ý nha, ở đây là phương pháp hỗ trợ điều trị, phương pháp hỗ trợ điều trị bằng công nghệ cháo nano, công nghệ cháo nano, nano thảo dược, nano nano. Đây là cái phương pháp của cha sử dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano để hỗ trợ điều trị. Chỉ có Tây y sử dụng các phương pháp phẫu thuật, xạ trị, hóa trị hoặc trúng đích là gọi là phương pháp điều trị bệnh ung thư nha. Cho nên mọi người đừng lầm tưởng là phương pháp ở đây là phương pháp điều trị, mà ở đây phòng chuẩn trị học cổ truyền sử dụng cái phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano. Thì khi bệnh nhân có nhu cầu tới đây được các thầy hỗ trợ trong 3 tháng điều trị, hỗ trợ điều trị đó, thì các thầy sử dụng cái công nghệ này, công nghệ này. Tại sao mình lại sử dụng cái cháo nano, sử dụng thảo dược nano? Thì cái thảo dược nano, nếu có thời gian những bệnh nhân ở đây đang điều trị, các thầy sẽ tổ chức một cái buổi hướng dẫn cụ thể cho bệnh nhân về cái thảo dược nano và cháo nano cụ thể hơn. Còn hôm nay thì các thầy sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân ra viện. Khi mà mình vào đây, mình chỉ được ăn cháo nano, không ăn những cái loại thực phẩm khác như cơm, bún, phở, hủ tiếu. Tại sao mình lại ăn cháo nano? Tại sao lại ăn cháo nano trong suốt quá trình điều trị? Câu hỏi đặt ra nè. Tại sao bệnh nhân tới đây phải ăn cháo nano trong suốt quá trình điều trị và không ăn những thứ khác như cơm, bún, phở, hủ tiếu, bánh canh? Thì hôm nay thầy giải thích nha. Thầy dành thời gian hôm nay để thầy giải thích cho mình, để mình hiểu tại sao mình tới đây mình phải ăn, và khi hết bệnh rồi mình có được ăn lại những thực phẩm khác hay không. Thì hôm nay thầy giải thích cái phần này. Cơ thể con người mình chiếm 70% là nước và chất lỏng đó. Chất lỏng, 30% là chất rắn. Chất rắn nằm trong móng tay, tóc rồi đó. Chất rắn
Cho nên cái cơ thể của mình thích hợp với những thực phẩm lỏng, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư. Khi bệnh thì mình sẽ sử dụng những chất lỏng đưa vào trong cơ thể. Đó, chất lỏng đưa vào bên trong cơ thể. Cơ thể để đào thải bệnh ung thư. Cái phương pháp này còn được gọi là phương pháp bỏ đói tế bào ung thư nha. Có nghĩa là sử dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano là phương pháp bỏ đói tế bào ung thư. Đói tế bào ung thư. Phương pháp bỏ đói tế bào ung thư. Trong cái hạt gạo á, hạt gạo, đây là hạt gạo nè, hạt gạo. Mình có thể mình chế biến ra thành cơm, bún, phở gì đó, hủ tiếu gì đó. Rồi, và cháo. Thì tại sao mình lại sử dụng là cháo nano? Ở trong cái hạt gạo này nó có chất trisin. Chất trisin, trisin dài. Trisin. Đây, cái chất này. Cái chất này là chất ức chế nảy mầm. Trong hạt gạo nào cũng có hết. Nhờ cái chất này mà khi mà cái hạt gạo nằm trên bàn thì nó sẽ không thể nảy mầm, mà nó phải nằm ở dưới đất nó mới nảy mầm. Có nhiệt độ thích hợp, có nước thì cái hạt gạo này nó mới nảy mầm nè. Hạt gạo này nè. Hạt lúa nó mới nảy mầm. Đó. Thì ở cái lớp bên ngoài cùng của hạt gạo nó có chất này. Thì khi cái chất này đi vào trong cơ thể, ví dụ mình nấu cơm đi, cơm, bún đi, đó, đại khái vậy. Thì cái chất này đi vào bên trong cơ thể, thì cơ thể mình nó phải tạo ra một cái enzyme, có enzyme. Enzyme, để nó tiêu hóa được cái chất này. Cơ thể bình thường mình ăn uống vào, tự tạo ra những cái enzyme này để tiêu hóa cái chất này. Ở trong cơm, ở trong bún, phở, hủ tiếu, bánh canh gì đó, cái chất này nó vẫn còn nha. Kể cả cháo nấu thông thường luôn. Cháo thông thường. Cháo nấu thông thường nó vẫn còn cái chất này ở trong đó. Cho nên cơ thể phải buộc phải tạo ra enzyme để tiêu hóa chất này. Nhưng cùng lúc đó cơ thể còn tạo cái hệ thống miễn dịch nữa, có nghĩa là tạo nên tế bào lympho đó. Lympho T hoặc là natural killer đó. Là những cái đó là chống bệnh ung thư đó, hệ miễn dịch, miễn dịch nói chung. Đây. Cùng lúc cơ thể khi bệnh ung thư thì cùng lúc là vừa tạo cái hệ miễn dịch để chống lại bệnh, vừa tạo enzyme để tiêu hóa này. Thì khi đó cơ thể nó chỉ làm có 50% nhiệm vụ là tạo enzyme để tiêu hóa này và 50% tạo ra hệ thống miễn dịch để chống lại bệnh ung thư. Cái cháo nano này nấu bằng nồi áp suất. Nấu bằng nồi áp suất. Nó tiêu hủy cái chất này đi. Đó là lý do tại sao bệnh nhân khi tới đây phải ăn bằng cháo nano nấu bằng cái nồi áp suất. Tiêu hủy được cái chất này đi. Thì khi tiêu hủy được cái chất này, thì khi đó cơ thể nó hạn chế tạo ra enzyme để tiêu hóa cái chất này trong cháo nè, trong bún nè, trong phở nè. Thì lúc đó nó tạo ra 100% cái hệ thống miễn dịch. Tại vì nó tạo ra 50%. Bây giờ lúc này nó sẽ không có tạo ra enzyme để tiêu hóa này nữa, mà nó tập trung nó tạo này để khống chế được bệnh tốt hơn. Đó là lý do tại sao trong 3 tháng mà các thầy ở đây áp dụng cháo nano cho bệnh nhân, không cho bệnh nhân ăn cháo nè, thông thường nè, cơm nè, bún, phở, hủ tiếu nè, để tăng cường cái hệ miễn dịch mình lên. Tới đây mọi người nắm được chưa? Thay vì mình phải làm hai nhiệm vụ, một là vừa tạo ra cái enzyme để tiêu hóa cái chất trisin này ở trong hạt gạo, thì bây giờ khi mà nấu bằng nồi áp suất, nấu cháo nồi áp suất, nó đã tiêu diệt cái chất này đi rồi, cơ thể không phải tốn cái enzyme để tiêu hóa nó nữa, thì lúc đó nó tập trung vào hệ miễn dịch tốt hơn. Thì đó mới cái bệnh ung thư á, nó sẽ được khống chế tốt hơn là người bình thường. Tới đây là mọi người hiểu rồi ha. Rồi. Thì ở trong đây khi các thầy cho bệnh nhân áp dụng cháo nano, thảo dược nano, tùy vào mỗi bệnh nhân mà các thầy sẽ cho ăn phụ. Trong cái ăn phụ nó có tháp dinh dưỡng. Đó, cái tháp dinh dưỡng đó được lựa chọn nè. Bao gồm là rau xanh nè.
rau xanh, trái cây, cây, tinh bột, đạm thực vật. Đó. Những cái gia vị có chất kháng sinh tự nhiên đó. Rồi muối, cái hàng cuối trên cùng là muối, hộp, đường. Đó. Thì bên cạnh cháo nano các thầy áp dụng cho chế độ ăn phụ, rau xanh, tinh bột, đạm thực vật hay gì đó. Những cái này tùy thuộc vào mỗi bệnh nhân mà các thầy sẽ có những cái chỉ định khác nhau. Ví dụ như bệnh nhân ung thư gan thì sẽ cho ăn lỏng hơn, rây, lượt những cái để giảm cái lượng tinh bột xuống, giảm cái lượng gluco xuống. Còn đối với những bệnh nhân ung thư thận thì các thầy cho uống ăn rau xanh, trái cây nhiều hơn, giảm cái lượng nước xuống. Đó, cho nên là bệnh nhân cần phải áp dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano này đúng cách và có các thầy để theo dõi bệnh tình của mình để chỉ định mỗi ngày. Đó, mỗi ngày mình sẽ ăn kết hợp với cái nào. Thì trong suốt quá trình điều trị 3 tháng đó mình mới làm đúng được. Thì tuần vừa rồi thầy có hướng dẫn cho mình là cái quá trình kiềm hóa đó. Trong 3 tháng khi bệnh nhân ở đây là quá trình kiềm hóa từ axit nè, axit sang kiềm. Thì mỗi người khi tới đây có một cái sức phát điểm khác nhau về môi trường axit hoặc môi trường kiềm. Mình ví dụ như mình, cơ thể mình ở nhà mình ăn uống kỹ lưỡng, không có ăn đạm động vật, không có nạp những cái hóa chất vào trong người, thì khi đó cơ thể mình kiềm, thì khi mắc bệnh ung thư thì quá trình đó sẽ dễ dàng hơn, thời gian nó sẽ nhanh hơn, quá trình kiềm hóa nó sẽ diễn ra tốt hơn. Còn những bệnh nhân ví dụ như ở nhà mình uống rượu nhiều nè, rồi ăn uống không có cẩn thận á, thì mình nạp những cái axit vào trong cơ thể, thì khi đó cơ thể mình môi trường pH là kiềm, là axit á, thì cái quá trình mà bệnh lý của mình á, nó cần phải có thời gian dài hơn, hoặc là mình cần phải nhanh chuyển qua từ axit sang kiềm tốt hơn thì mình mới có thể khống chế được cái bệnh lý. Thì tất cả những cái bệnh nhân ở đây các thầy cho mình ăn cháo nano, thảo dược nano, không cho ăn cơm, không cho ăn bún, không cho ăn hủ tiếu, bánh canh gì đó. Là lý do này nè. Mình muốn tăng cái hiệu quả của hệ miễn dịch mình lên, thì mình bắt buộc mình chấp nhận, mình phải loại bỏ cái chất trypsin này trong hạt gạo đi, để hạn chế cái tiêu tốn enzyme này nè. Hạn chế tiêu tốn enzyme. Lúc này mình cái cơ thể của mình nó không có tập trung vào vấn đề tiêu hóa nhiều, mà nó tập trung vào vấn đề miễn dịch nhiều. Thì khi đó bệnh nhân mới vượt qua được cái căn bệnh, hoặc là có những cái kết quả tốt khi mà điều trị ở đây. Ta cho mượn cái bao vải, bao vải, kiếm giùm mượn bao vải. Rồi bây giờ thì những bệnh nhân hoàn thành phác đồ điều trị ở đây thì về nhà mình sẽ ăn cái gì? Đó. Được không? Thầy giải thích cái phần này được không? Đối với những bệnh nhân sau khi đã hoàn thành phác đồ điều trị rồi đó, mà mình về nhà thì mình ghi nhớ giùm thầy những cái điều sau đây. Thứ nhất là cái cơ thể của mình hiện tại bây giờ mình đã có cái kết quả mà bác sĩ đã kiểm tra mình trên các bệnh viện lớn á, hồ sơ đầu vào, hồ sơ đầu ra, hồ sơ đầu ra tốt hơn, khống chế được bệnh lý. Thì cái cơ thể của mình đối với những bệnh nhân vừa mới hoàn thành phác đồ điều trị ngày hôm nay cũng như là những bệnh nhân trước đó thì phải giữ cho cơ thể là kiềm nha. Phải giữ được cho cơ thể mình là kiềm, thì để giữ cho cơ thể mình lúc nào cũng được đạt được cái môi trường pH nội môi nha. Cái đợt rồi đó, hồi tuần rồi các thầy đã hướng dẫn cho mình là ba cái pH đó, cái pH máu nè, cái pH nội môi nè, và cái pH nước tiểu. Thì ai chưa gần về cái vấn đề đề pH đó trong người đó thì coi lại cái clip đó giùm thầy, thầy hướng dẫn đó. Thì cái pH nội môi là cái quan tâm nhất, ưu tiên nhất. Cái này thì thời gian dài nó mới thay đổi, còn pH nước tiểu thì thay đổi liên tục mỗi ngày. Khi mình ăn vào, mình uống cái gì vào có axit nó ra axit, ăn uống kiềm nó ra kiềm. Còn pH nội môi mình phải có thời gian để thay đổi, 3 tháng, 4 tháng gì, 5, 6 tháng gì đó trở lên. Còn cái pH máu là không thay đổi,
cái này là không thay đổi, nó cố định rồi, nó chỉ thay đổi cái này thôi. Và mình quan tâm là pH nội môi, thì cái pH nội môi này nè mình phải đạt được ở ngưỡng kềm. Hôm nay là những bệnh nhân hoàn thành phác đồ điều trị nè, thì cơ thể của những bệnh nhân này đang ở cái ngưỡng kềm nè, thì làm sao về nhà mình giữ được cái cơ thể mình, cái pH kềm đó, giữ được cái pH kềm thì cái bệnh lý mình nó sẽ không bao giờ trở lại, ít nhất thì nó cũng khống chế được thời gian dài hơn. Còn nếu như về nhà mình không có chú ý tới vấn đề chế độ dinh dưỡng của mình mà mình chủ quan với bệnh, nói tôi hết bệnh rồi, tôi muốn ăn gì đó tôi tự do, thì mình lại tiếp tục mình ăn những cái thực phẩm acid, ví dụ như đạm động vật nè, thì cái bệnh nó sẽ trở lại. Tại vì cơ thể của mình không có cách nào để đếm từng tế bào là tế bào đó là tế bào lành hay tế bào ung thư, mà chỉ khi nào nó đã phát triển lớn rồi, những dấu ấn ung thư nó đã hiện rõ rồi thì mình mới phát hiện, hoặc là những triệu chứng thì mình mới phát hiện ra. Còn mỗi tế bào trong cơ thể mình thì mình không có đếm được, không có tính được cái đó là số lượng ung thư hay là tế bào khỏe. Cho nên là mình về nhà tuyệt đối là không được phép đụng tới đạm động vật nữa, nếu như mình muốn giữ sức khỏe tốt. Kể từ ngày hôm nay, làm sao mà cái kết quả bệnh nhân có được vừa rồi khi khám ở tại bệnh viện, thì nhiều năm nhiều tháng sắp tới các thầy cũng muốn bệnh nhân giữ được cái sức khỏe đó, giữ được cái kết quả đó hoài, thì mình không được phép ăn đạm động vật. Vậy thì ngược lại, khi mà mình ăn những thực phẩm kèm là những thực phẩm nào? Ví dụ như rau xanh, nó có kèm nè, rau xanh, trái cây, đây là kèm tự nhiên nha. Trong rau xanh, trái cây, đây là cái nhà, mỗi cái cây á, nó chính là nhà máy sản xuất nước kèm tự nhiên đó, nhà máy sản xuất nước kèm tự nhiên đó. Cho nên mình ăn rau xanh, ăn trái cây, nó chính là kèm, kèm tự nhiên. Cái thứ hai là nước kèm, ở nhà mình có nước kèm á, mình sử dụng tiếp nước kèm là pH từ 8.0 đến 9.0. Ở bệnh nhân ung thư thì uống cao hơn chút là 8.5 đến 9.5. Còn đối với những bệnh nhân khỏe rồi thì có thể giảm cái pH nước kèm xuống một chút là 8.0 đến 9.0 thôi, là vừa. Và cái thứ ba nữa là, bây giờ cái thứ ba này hay bệnh nhân thường hay hỏi nè, thầy ơi bây giờ em về nhà em tiếp tục ăn cháo nano tiếp, em có được ăn cơm không? Em được ăn bún, phở, hủ tiếu hay không? Hay là ăn cái khác? Thì đây là thầy sẽ trả lời cho mỗi một bệnh nhân để mình biết, mình nắm rõ được cái phác đồ điều trị như thế nào. Về nhà mình chủ động mình ăn cháo hay là mình không ăn cháo. Cháo nano này nè, cha Tường dạy các thầy là đối với cháo nano là tỷ lệ thuận với bệnh ung thư, với người bệnh á, đại khái là đặc biệt là đối với người bệnh á, nói chung luôn á, cháo nano này sẽ tỷ lệ thuận với người bệnh nhưng tỷ lệ nghịch với người khỏe. Khi mình ăn cháo nano, khi mình có bệnh trong người đó, cơ xương khớp, gan nhiễm mỡ hay là men gan cao hay gì đó, hoặc là trong người mình đang có bệnh ung thư đó, thì cái tỷ lệ thuận nè, mình ăn cháo nano nó phù hợp với bệnh đó, vì bệnh. Nhưng khi mình khỏe rồi, mình về nhà mình làm việc những công việc này công chuyện kia, vận động nhiều, thì nó ngược lại, nó sẽ tỷ lệ nghịch với người khỏe. Người khỏe cần ăn những cái thực phẩm khác nhiều hơn, có năng lượng nhiều hơn để đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt hoạt động trong cơ thể đó. Thì khi mà mình khỏe rồi thì có thể mình chuyển từ chế độ ăn cháo nano sang những cái loại thực phẩm khác, sang những loại thực phẩm kèm khác, trong đó bao gồm có thể mình ăn cơm ăn loại thực phẩm khác, miễn sao nó nằm trong cái này thôi. Nhưng thầy lưu ý cho những bệnh nhân này, khi mình vừa hoàn thành xong, mình đừng vội ăn cơm liền mà mình vẫn tiếp tục sử dụng cháo nano để mình đẩy lùi những cái tế bào ung thư nó còn lại trong cơ thể đó. Ví dụ như cơ thể mình kiểm tra ra, những bệnh nhân đang có mặt ở đây á, là đã có những cái giấy kiểm tra là không thấy bệnh lý ác tính ở trong cơ thể rồi,
nhưng mà mình không có biết là trong đó những cái tế bào nhỏ, thiệt nhỏ, nó còn ung thư hay không, thì nên ăn thêm thời gian cháo nano để đẩy lùi cái tế bào ung thư. Vậy thì ăn cơm được không? Bây giờ nãy thầy nói rồi đó, bây giờ thí dụ như mình ăn cơm. Ăn cơm là nó tạo ra enzyme, nó tạo ra những cái chất tiêu hóa với cái chất trypsin đó. Thì bây giờ mình về nhà, mình có thể giảm được cái lượng cháo này nè xuống còn 7 phần, 3 phần. Có nghĩa là mình ăn cháo 7, ăn cháo 7 phần, được phép ăn cơm 3 phần, ăn cơm 3 phần thôi, ăn cháo 7 phần. Còn đối với những bệnh nhân mà đã hoàn thành phác đồ điều trị nhưng mình còn khối u nha, mình còn khối u trong người đó, thì mình phải cẩn thận hơn. Mình ăn cháo 8 phần hoặc là 9 phần, bên đây còn lại 2 phần hoặc 1 phần thôi. Để chi? Để tăng cái hiệu quả của cái hệ miễn dịch mình lên. Khi mà mình ăn cháo nano vào, nó không có chất trypsin là nãy thầy nói đó. Cái nồi cháo nó có nhiệm vụ là nó tiêu hủy cái chất trypsin này đó. Nó không còn chất trypsin nữa, để nó tăng hệ miễn dịch mình lên, thì mình sẽ ăn lượng cháo nhiều hơn cái lượng cơm mình ăn. Là đối với khi mình về nhà rồi nha. Còn khi mình đang còn ở đây nè, mình đang còn bệnh đó, những bệnh nhân ở phía sau còn đang điều trị đó, còn đang hỗ trợ điều trị đó, thì mình phải ăn cháo suốt trong quá trình điều trị để mình đạt được cái mức độ kiềm nhanh chóng. Tại vì mình không có thời gian đâu. Tất cả những bệnh nhân mình không được chủ quan. Giai đoạn 1, 2, 3, 4, mình không được chủ quan với bệnh. Mình chỉ có một cái khoảng thời gian trước khi mà bệnh lý nó di căn đi, thì mình làm sao cái cơ thể mình từ axit nó phải chuyển qua kiềm nhanh nhất, cái quá trình nó phải nhanh nhất. Cho nên mình bắt buộc tuyệt đối là phải ăn cháo nha, không được phép ăn cơm, phở, hủ tiếu, bánh canh. Tại vì cái hệ miễn dịch mình phải là 100%, cơ thể nó tập trung vào hệ miễn dịch 100% mới được. Chứ mình chủ quan, mình vừa ăn cơm, mình vừa ăn bún, mình vừa ăn hủ tiếu, mình vừa ăn đủ thứ bên cạnh việc ăn cháo, thì cái hệ miễn dịch này nè, nó phải chia việc ra với cái enzyme. Enzyme tiêu hóa cái chất này nè, cơ thể lúc đó nó phải chia ra làm hai, vừa tạo ra enzyme tiêu hóa, vừa tạo ra hệ miễn dịch để nó khống chế bệnh lý. Thì lúc đó cái cơ thể mình nó chống bệnh yếu hơn. Cho nên bệnh nhân mình phải lưu ý, khi mình ở đây mình muốn đạt được kết quả 2 tháng, 3 tháng nó có kết quả tốt đó, thì cơ thể mình phải làm sao cơ thể từ acid chuyển qua kiềm nhanh nhất có thể. Mình không có thời gian, mình phải làm cái đó cho thiệt lẹ, kiềm hóa đó. Cho nên mình tuyệt đối mình phải ăn cháo nano. Đó là phương pháp mà cha đã dạy cho các thầy. Các thầy theo dõi suốt quá trình điều trị của bệnh nhân, các thầy nhắc nhở bệnh nhân phải ăn cháo nano trong suốt quá trình điều trị. Ngay ngày đầu tiên các thầy nhận bệnh, các thầy đã nói bệnh nhân rồi. Mọi người hiểu chưa? Hiểu rõ chưa? Thế thầy hướng dẫn vậy có bị khó hiểu quá không? Rồi. Vậy thì những bệnh nhân hoàn thành phác đồ điều trị ở đây, mình biết trong người mình còn bệnh hay là hết bệnh, hoặc là cái khối u nó có người thì còn một chút, thì mình nhớ nè, mình ăn cháo nano vô để tăng cái hệ miễn dịch lên, đẩy lùi cái bệnh lý, cho tới khi nào không còn cái tế bào ung thư trong cơ thể nữa thì mình ăn quay lại cái này. Còn những người nào mà đã cái cơ thể nó không có còn bệnh lý, không có còn khối u á, thì mình có thể mình giảm nhẹ lại về cái cháo, mình ăn thêm chút cơm vào, ăn thêm những thứ này, miễn là đừng có ăn những thứ này thôi. Cái này là tuyệt đối 100% khi mình về đó nha. Tất cả bệnh nhân khi mình hoàn thành phác đồ điều trị, mình về nhà loại bỏ cái này hoàn toàn, để cơ thể mình phải là đạt được cái ở cái ngưỡng kiềm nè. Đó, bệnh nhân lưu ý giùm thầy, khi mình về nhà mình biết mình điều chỉnh khi nào mình ăn cháo, khi nào mình ăn cơm. Ăn cơm khi mà mình còn bệnh, ý xin lỗi, ăn cháo khi mình còn bệnh, vì nó tỷ lệ thuận với người bệnh, nhưng tỷ lệ nghịch với người khỏe. Ví dụ mình trở về nhà mình đã khỏe rồi, mình trở về nhà mình làm công chuyện này công chuyện kia, thì mình có thể ăn cái này. Còn nếu như cơ thể mình đang còn những cái mầm móng bệnh trong người mà mình muốn đẩy lùi được cái bệnh đó luôn, thì mình nên ăn cái này. Rồi, đó là cái phần thầy hướng dẫn cho những bệnh nhân đã ra viện ở đây. Thì mình cố gắng mình về già mình
làm đúng cái điều đó để mình giữ cái sức khỏe tốt. Thì bên cạnh mình không ăn đạm động vật nữa thì mình về nhà mình thay thế bằng đạm thực vật. Đạm thực vật, rau xanh, trái cây. Đó. Đó. Thì ở đây các bệnh nhân ở đây cũng áp dụng như vậy. Nhưng mà cái đó thì các thầy phải theo sát bệnh nhân để hướng dẫn cụ thể loại bệnh nào, triệu chứng như thế nào mà loại dùng nó là gì. Cái này chỉ phụ thôi. Nhưng cái chính của công nghệ này chính là cháo nano nè. Có thời gian thì thầy sẽ phân tích cái thảo dược nữa, nhưng giờ thì không có nhiều đâu. Thầy chỉ nói tới đó thôi. Rồi. Dạ. Sử dụng cháo nano trong những bệnh lý đó nó có giảm đó. Bây giờ thầy có lẽ thầy cũng vì không có nhiều thời gian, thầy sẽ hẹn những bệnh nhân đang điều trị vào một cái buổi chia sẻ ngày thứ ba, lúc 3 giờ chiều ngày thứ ba tuần tới nè. Thầy sẽ mở một cái buổi hướng dẫn cho bệnh nhân để những bệnh nhân còn đang điều trị đó sẽ có những cái thắc mắc gì khó khăn thì có thể trình bày, thì thầy sẽ giải thích cho những bệnh nhân đó về cái vấn đề sức khỏe mà mình đang điều trị. Dạ được, dạ được. Bây giờ thầy nói thêm vài ý nữa trước khi chúng ta kết thúc quá trình cái buổi lễ ngày hôm nay. Thì ở đây á, các thầy sử dụng cái thảo mộc, trà thảo mộc đây, có nguồn gốc, có cơ sở sản xuất đây, những cái loại túi trà thảo mộc đây. Hôm nay thầy tự tin thầy giới thiệu cho bệnh nhân mình thấy để mình yên tâm mình sử dụng nha. Mình dành một tràng pháo tay cho cái phương pháp điều trị này. Khi làm việc cha với các thầy làm việc trước đó đó thì có những cái định hướng cho những cái quá trình điều trị của mình và từng bước từng bước thực hiện được cái quá trình đó. Thì đây chính là cái giấy kiểm nghiệm cái thành phần thảo mộc ở trong từng gói trà này. Các thầy làm việc rất chu đáo, có nghĩa là khi cung cấp cho bệnh nhân sử dụng là phải qua kiểm nghiệm về chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm cũng có. Đây là giấy kiểm nghiệm chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Và hiện tại các thầy đang phối hợp cùng với công ty sản xuất trà Tô Phú Quế, Bác Tô Phú Quế là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bác Phú Quế. Sau đây xin mời bác có đôi lời phát biểu để giới thiệu thêm về công ty của mình cũng như là cái quá trình mà kết hợp với thầy thuốc ở đây để mà phân phối cái thảo dược cho bệnh nhân. Dạ, xin chào quý bà con cũng như quý bệnh nhân ở đây ạ. Dạ, xin chào các thầy. Bởi vì mình cũng rất là vinh dự được các thầy ở đây tin tưởng và giao phó cho cái đơn vị của mình sản xuất các loại trà để phục vụ cho quý bà con ở đây. Đó là một điều rất vinh hạnh cho công ty của chúng tôi. Như vậy thì ở đây bà con nó rất là an tâm đến vấn đề cái an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như các cái nguồn gốc. Tại vì khi mà mình làm một công ty thì không thể nào mình làm bậy được, và là cái chuyện thứ hai là cái chuyện phục vụ ở đây là tính mạng con người đặt lên trên hết. Ở bà con ở đây chắc ai cũng đã đi lên những cái bệnh viện cuối của thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Chợ Rẫy hoặc là bệnh viện Ung Bướu, rồi tức là ở đó là bệnh viện cuối. Nhưng mà ở đây tôi nghĩ ở đây là cái bệnh viện cùng, cái phòng khám cùng. Tại vì trên kia là người ta đã từ chối tất cả các cái bệnh nhân ở giai đoạn cuối, thì chỉ còn các thầy ở đây, các phòng khám ở đây tiếp nhận bà con ở đây thôi. Thì cái đó đối với các thầy là cực kỳ khó khăn. Và tôi cũng nghĩ là các thầy ở đây là cũng có một cái tinh thần thép để mà dám đứng ra để phục vụ. Tại vì trên kia cuối thì nó còn nữa, nó còn cái là người ta đã từ chối hết rồi, cùng là xuống đây. Mà nếu mà xuống đây các thầy từ chối nữa
thì chắc có lẽ là bà con ở đây chắc là đi còn đi tiếng cuối nữa là chắc là về với ông bà thôi, chứ còn đâu có còn đi đâu được nữa. Thì tôi nghĩ là tiếng này là tiếng cùng rồi. Thì qua đây là tôi cũng cảm ơn tất cả các bà con cũng như các bệnh nhân ở đây đã tin tưởng giao phó cái tính mạng mình cho các thầy ở đây. Đó là một cái điều mà tôi cực kỳ kính và nể phục các thầy cô ở đây. Và mình cũng đừng bao giờ nghĩ rằng là các thầy ở đây hay là ở trên anh Bảy hay là ở đâu hết. Tức là mình đã đặt niềm tin ở đâu thì mình sẽ cố gắng theo cái phác đồ của các thầy. Và tin tưởng cha sẽ là người phù hộ cho mình để mình được mau hết bệnh và để đoàn tụ gia đình. Và thời gian thì cũng có hạn, mình cũng có một số lời. Thì xin chúc các cái bệnh nhân hôm nay được về thì mình cố gắng mình giữ được cái phác đồ điều trị của các thầy để không phụ lòng của cha ở trên thiên đường cũng như các thầy ở đây. Cũng như về mình sẽ làm những việc mà mình giúp cho gia đình, giúp cho xã hội được đem lại niềm vui. Thà là có một cái câu mà bên đạo Thiên Chúa nó nói, thà là mình đem lại niềm vui cho mọi người chứ đừng mọi người đem niềm vui lại cho mình. Thà là mình an ủi người chứ đừng để người an ủi mình. Cái đó là một cái điều mà tôi xin gửi đến các cái quý vị quan khách hôm nay cũng như các cái bệnh nhân cũng như người nuôi bệnh. Mình cố gắng cái gì nó cũng khó hết, cái gì nó cũng có một cái giá của nó hết. Thì mình cũng phải gắng cố gắng mình hy sinh để mình chấp nhận cái phác đồ điều trị của thầy để sớm về với gia đình, sớm đem lại hạnh phúc cho gia đình mình cũng như cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị hôm nay. Xin được cảm ơn phần phát biểu của bác giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Quế đã phối hợp với cùng với các thầy thuốc ở đây để sản xuất ra cái gói trà Thảo Mộc phục vụ cho bệnh nhân. Thì hồi trước khi cha còn ở đây thì cha mong ước rằng những cái gói trà của cha từ sấy thuốc sau đó đóng bao bì thì cha muốn nâng lên thành trà túi lọc. Thì hôm nay các thầy giữ vững cái đường lối của cha và đã thực hiện được cái nguyện vọng của cha là đã làm ra trà túi lọc có kiểm nghiệm. Thì nếu cha có ở đây thì cha rất là vui, cho nên thì mình xin quý ông bà cô bác dành cho cha một tràng pháo tay thay cho sự tri ân chân thành đối với cha đã tâm huyết 20 năm để mang đến cho quý ông bà bệnh nhân ung thư có cơ hội được tiếp cận với phương pháp điều trị mới này. Thì bây giờ xin mời bác Thuận đại diện cho gia đình phát biểu đôi lời ý kiến. Tôi xin mời bác. Dạ, xin chào quý thầy, quý y sĩ, quý bác sĩ và hôm nay. Dạ, hôm nay cũng là ngày quý bệnh nhân đã khỏi bệnh và về với gia đình. Dạ, xin chúc sức khỏe các bệnh nhân đã khỏi bệnh và các bệnh nhân và trên tuyến đường đang điều trị. Dạ, tôi xin có một lời nói. Xin giữ vững phác đồ của cha để mau khỏi bệnh. Thứ nhất và thứ hai sớm về với gia đình. Và điều thứ ba nữa, xin mạnh thường quân các nước trên thế giới xin coi clip này và xin hãy mạnh tay ủng hộ cho các y sĩ và bác sĩ và các anh em và mạnh thường quân ở đây giúp đỡ cho phòng khám để trị bệnh các bệnh nhân mỗi ngày mỗi mạnh mẽ hơn. Dạ, xin chân thành. Dạ, xin được cảm ơn bác Thuận. Xin mời anh Giang xin phát biểu ý kiến đôi lời. Anh Giang là người đã hỗ trợ nước cho quý bệnh nhân. Thưa các bệnh nhân, nay bác bệnh nhân đã xuất viện về tôi rất là vui. Còn mong sao thì các bệnh nhân tiếp theo á giữ tốc độ theo của các thầy để mau lành bệnh để về với gia đình. Người trẻ thì để nuôi ông bà, còn già thì để sống với con cháu. Rồi mong những các những mấy bệnh nhân thì cũng giữ pháp đồ theo của các thầy. Rồi xin được cảm ơn anh Giang. Bây giờ thầy
đề nghị những bệnh nhân ra viện nè, bây giờ mình có ý kiến gì xin mời mình đứng lên mình phát biểu, mình chia sẻ cái cảm nghĩ của mình khi mà hôm nay mình được nhận cái giấy chứng nhận ạ. Xin mời. Và cũng như là những bệnh nhân vừa ra viện thì mình sẽ có đôi lời gì đó mình muốn nhắn nhủ lại với tất cả những bệnh nhân còn đang điều trị. Thì xin mời một người đứng lên đại diện để nói. Con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Cha. Sau đây con cảm ơn các thầy vừa rồi đã tâm tình chăm sóc các bệnh nhân. Hôm nay được 17 bệnh nhân xuất viện, con chân thành cảm ơn các thầy. Vừa qua bệnh nhân mã số 766 xuống ngày 19 tháng 10 năm 2023 điều trị, các thầy chăm sóc tận tình chăm sóc tận tình hàng ngày đều là nó hết pin này. Sáng nay thì có sự cố là cấp điện, do đó là cái lo nó sử dụng cái bằng pin nên giờ nó hết pin, thì mọi người có thể thông cảm. Thì bệnh nhân được các thầy quan tâm theo dõi hàng ngày và khuyến khích cho các bệnh nhân coi như là chăm sóc theo phác đồ của Cha và ông Phước và các thầy không có mất. Thì được bệnh nhân điều trị được 70 ngày, thầy Thanh cho đi lo. Bệnh nhân được điều trị được 70 ngày, thầy Thanh cho đi xét nghiệm khám bệnh. Thì đem xét nghiệm về thì Thanh nói là bệnh nhân hoàn toàn lành tính. Thật sự không biết gì hơn. Nhất là cảm ơn các thầy đã tận tình cho bệnh nhân ngày hôm nay được vui vẻ về với gia đình sinh sống lại cuộc sống ấy hàng ngày. Xin đa tạ cảm ơn các thầy rất nhiều. Và mình cũng xin mong các nhà mạnh thường quân trong và ngoài nước có cố gắng chung sức cho các thầy để các thầy điều trị các bệnh nhân còn lại. Là xin ra tạ cảm ơn nhà thường quân, các bệnh nhân còn lại cố gắng nha. Còn quý bệnh nhân nào có ý kiến gì không, mình có thể giơ tay để mà mình phát biểu. Những bệnh nhân đang điều trị có ai có ý kiến gì không ạ? Thôi bây giờ tiếp tục buổi lễ thì để có được cái thành công ngày hôm nay thì cũng phòng khám cũng xin chân thành cảm ơn quý chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền xã Vinh Kim đã tạo mọi điều kiện để bệnh nhân tới đây được điều trị được hỗ trợ điều trị thuận lợi. Và cũng xin được chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân xa gần đã góp công, góp sức, ủng hộ cho phòng khám đang được xây dựng, phục hồi lại cái công trình Cha đã tâm huyết xây dựng. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới nó sẽ được hoàn thành. Thì cũng mong quý mạnh thường quân, cô bác xa gần đồng hành cùng với tất cả các thầy thuốc, các y bác sĩ ở đây để tiếp tục xây dựng cái công trình khoa học của Cha để giúp cho những bệnh nhân ung thư có được điều kiện chăm sóc tốt đẹp hơn. Thì ngày hôm nay, trong cái buổi lễ ngày hôm nay đặc biệt có sự hiện diện của gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Thu. Xin chúng ta hãy dành tràng pháo tay cho gia đình cô. Hôm nay gia đình cô đến đây để dự cái buổi lễ ra viện của các bệnh nhân ung thư đã hoàn thành phác đồ điều trị. Dạ xin mời cô có đôi lời chia sẻ cùng với quý bệnh nhân ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cô chào các thầy và các anh chị ở phòng khám.
qua tìm hiểu và theo dõi trên kênh YouTube của Cha Tường thì cô cũng đồng cảm với hoàn cảnh của các bệnh nhân và căn bệnh ung thư, và cô cũng rất khen ngợi trước là Cha Tường sau là các thầy đã thành quyết tâm vào phòng khám để nghiên cứu và chữa trị được căn bệnh ung thư, nên nay cô cũng có một chút quà để gửi đến các mạnh, các phần quà cho các bệnh nhân và các thầy nhằm động viên và mong các anh chị ở phòng khám mau hết bệnh để trở về với gia đình. Và nhân dịp năm mới, cô chúc cho phòng khám ngày càng phát triển để giúp được nhiều các anh chị. Chúc các thầy và các cô ở phòng khám được nhiều sức khỏe. Cô có nhiều đó. Xin được cảm ơn. Xin được cảm ơn lời phát biểu rất là chân thành của cô Nguyễn Thị Lệ Thu, đại diện cho gia đình. Sau đây thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ đọc đơn, đọc giấy xin tri ân gia đình của cô Nguyễn Thị Lệ Thu và gia đình của chị An Na Trương ạ. Xin mời thầy. Tôi xin thay mặt các thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương cho không, con xin đọc giấy xin tri ân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Tà Vinh, ngày 6 tháng 1 năm 2024. Xin tri ân, kính gửi gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Thu. Lời đầu tiên, thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương cho không, có trụ sở chính tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Tà Vinh. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Thu đã đồng hành cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương cho không tài trợ 120 phần quà cho các bệnh nhân tại phòng khám Yêu Thương cho không. Đây là nghĩa cử cao đẹp, nhân ái của gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Thu, đồng hờ góp phần giúp đỡ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Món quà của gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Thu hết sức ý nghĩa, không những về mặt tinh thần mà còn về mặt vật chất, góp phần cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương cho không chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Với tinh thần và nghĩa tình đó, chúng tôi thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương cho không xin ghi nhận và chân thành cảm ơn gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Thu. Xin chúc gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Thu hành đạt trong cuộc sống. Trân trọng kính chào. Sau đây thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ trao giấy chứng nhận tri ân cho gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Thu ạ. Xin mời cô đứng ra giữa. Chúng ta hãy dành tràng pháo tay dành cho cô ạ. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, buổi lễ chúc mừng cho bệnh nhân hoàn thành phác đồ điều trị đạt kết quả cao ngày hôm nay kết thúc ở đây. Xin kính chúc cho quý bệnh nhân vừa hoàn thành, chúng ta ra về và chúng ta tiếp tục một cái cuộc sống mới tốt đẹp và hạnh phúc bên gia đình, cũng như là chúc cho quý bệnh nhân còn đang tiếp tục điều trị mình cố gắng phấn đấu để đạt được cái kết quả như mong đợi, giống như những bệnh nhân ngày hôm nay. Bây giờ thì để cho cái buổi khám bệnh được diễn ra tốt đẹp thì thầy Thanh xin mời quý bệnh nhân mình lần bước mình trở về phòng của các thầy để khám bệnh. Còn người nuôi, tất cả những fan từ từ chờ thầy chút, người nuôi thì sẽ đã nhận được cái phiếu nhận quà, thì lần lượt người nuôi sẽ xếp hàng theo thứ tự để gặp cô Nguyễn Thị Lệ Thu để nhận phần quà. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.
hết cả trí hồn cùng yêu anh.